mất hết uy tín và khách hàng. Anh ơi, tôi cần giật thay mạng. Cậu đã ký lệnh xuất hàng và mọi giấy tờ liên quan. Xong mọi việc, tôi sẽ cứu cậu và đền bù danh dự cho cậu. Cô tập trung toàn bộ lãnh đạo công ty lên phòng họp ngay bây giờ. Nhưng thưa giám đốc, cậu Thịnh đã về quê rồi. Sao cậu ta về quê đúng lúc này chứ? Được về quê về nhà mà thích quá à. Alo. Anh ơi, anh phải về gấp đi. Công ty có việc gấp cần anh giải quyết đó. Được rồi, anh về liền. Dạ. Về. Con phải về công ty về. Vậy hả? Anh biết không, đây là khu vườn ngày xưa mà em rất là thích. Anh sao vậy? Ngọc à, có một lô hàng xuất sang châu Âu bị trả lại. Và họ đang bắt công ty anh phải bồi thường. À vậy hả? Vậy thôi chúng mình về đi anh. Đi. Đi về. Ngọc đi. À, em nghe lời anh đi. Ở đây không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của em. Nhưng mà không có anh. Thôi được rồi, anh về đi. Về đến nơi gọi điện cho em nha. Dì à, dì cố gắng chăm sóc cổ giùm con. Có chuyện gì dì cứ gọi cho con. Ừ, cháu đi nha. Để nó ở đây với dì một thời gian coi sao. Biết đâu. Con đi nha dì. Thôi, nắng quá, vô đi con. Ừ, con thích ở đây thôi. Nắng lắm, vô đi con. Vô. Mà do làm ăn tắc trách nên công ty Khánh Hà đã bị đối tác trả lại một lô về chiếc. Ngoài ra, phía đối tác còn bắt đền công ty Khánh Hà một khoản tiền lớn tương đương 200.000 USD. Sự việc diễn tiến thế nào, chúng tôi sẽ phổ biến cho quý vị trong số báo sau. Báo chí bây giờ đưa tin nhanh quá. Giả như lúc đó ta định xuất lô hàng đó đi. Đúng vậy, sao cậu lại ký giấy tờ xuất đi? Tổng giám đốc nói vậy là có ý gì? Cậu nói cái gì tôi không hiểu. Tổng giám đốc không hiểu? Chính ông nói cứ ký xuất đi, xảy ra chuyện gì thì ông hoàn toàn chịu trách nhiệm mà. Làm gì có chuyện đó, cậu nằm mơ à? Tổng giám đốc Thịnh à, cậu hãy nhận tội đi. Cậu đã ký hết mọi giấy tờ. Nếu cậu nghe theo lời tôi á, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu không á, buộc lòng chúng tôi phải nhờ đến pháp luật can thiệp. Tôi đã ký giấy tờ đó theo lệnh của ông mà. Không có lệnh nào hết. Mời vô. Mời mấy anh. Xin chào ông. Dạ. Chào anh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, lệnh tạm giữ. Ông Nguyễn Văn Thịnh, nguyên là phó giám đốc công ty giày Khánh Hà, đã có người tố cáo ông về tội xuất hàng giả ra nước ngoài. Chúng tôi mời ông về cơ quan điều tra để làm rõ sự việc trên. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra, xem ai là tội phạm. Chuyện này tôi không có lỗi. Anh Thịnh, anh đã ký giấy xuất một lô hàng giày kém chất lượng sang châu Âu, khiến công ty thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giày da trong cả nước. Trong việc làm ăn với EU, đó chính là lý do để chúng tôi tạm giam anh và thực hiện điều tra, cũng như thi hành việc bồi thường của anh đối với công ty giày Khánh Hà. Anh thắc mắc gì không?
Mời ông. Em có biết không, anh đã nhờ luật sư làm thủ tục sang tên cho em một phần tài sản của anh rồi. Mình à, mình cần gì phải làm như vậy? Không đâu em, trong chúng ta đâu ai biết ai là người đi trước. Mình à, mình biết là em lấy mình không phải vì tài sản mà. Anh biết, nhưng thôi, em cứ để mặc anh đi. Ba má. Con nhìn ba má còn trẻ hồi mới cưới nhau nữa đó. À, con à, tới rồi kìa con. Dạ con chào ba má. À, dạ con chào hai ba. Chào con, mời qua bên kia đi con. Mời đi con. Thư ơi. Dạ con ơi con, anh Thịnh đâu, sao giờ này mà không thấy? Hả, con biết nữa, tại sao mà anh sao kỳ vậy? Con bác biết. Ơi, bác cái ơi. Gì vậy? Bác, cái gì vậy? Thằng Thịnh. Thịnh làm sao? Có chuyện gì vậy con? Sao Thịnh làm sao? Thằng Thịnh, nó bị công an bắt rồi. Hả? Bị sao vậy? Bác sao vậy? Bác ơi, mình tỉnh đã. Bác. Có sao không bác? Con. Mời anh ngồi. Anh hai. Con má. Ơi. Con ơi, có sao không con? Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao lại ra nông nổi gì vậy con? Con bị tạm giam điều tra thôi má. Không có tội, người ta sẽ thả con ra. Nhưng mà làm sao lại bắt anh được chứ? Tại vì anh ký lệnh xuất hàng đi. Anh ký theo lệnh của tổng giám đốc. Nhưng bây giờ ông ta cãi là không có. Tại sao lại như vậy hả con? Con cũng có cái sai. Lẽ ra con không nên ký, tại cả nể nên con ký luôn. Nhưng anh đã cứu ông ta thoát chết rồi còn gì. Mà thôi, cái ngày không sợ chết đứng đâu. Má đừng có lo nữa. Con ơi, nếu bây giờ mà mình có tiền, mình đền tiền thì sao hả con? Nhiều tiền lắm á. Nhiều là bao nhiêu? Con nghĩ chắc tiền tỷ đó mà. Nhưng mà nếu có, con cũng không đền đâu. Nếu mà đền, chẳng khác nào mình nhận tội. Nhưng mà bây giờ trước mắt là con phải bị tạm giam như vậy, làm sao mà má yên tâm cho được? Không sao đâu má. Bây giờ con mới hiểu cái giá của tự do nó quan trọng tới mức nào. Con chỉ lo cho Ngọc thôi. Em đã nói gì chị Ngọc rồi? Nói là giấu chỉ không cho chị biết. Đã hết giờ thăm nuôi rồi má. Mời anh vô. Thôi con vô đây. Má yên tâm đi, con không sao đâu. Má với anh, Thư về đi. Giữ sức khỏe. Má, mình về đi má. Về má. Bao nhiêu? Trình giữ giá cũ. Được. Nhưng các anh phải chú ý, làm cho cẩn thận. Nếu để lộ ra ngoài tôi chết thì các anh cũng không thoát được đâu đó. Yên tâm đi bà chị, tôi đảm bảo. Nè, em để anh vào một mình. Đàn ông với nhau có gì cũng dễ nói chuyện. Thì cứ để cho em vô đi. Thôi mà, nghe lời anh đi. Chuyện cậu Thịnh. Mời ông ngồi. Tại sao ông cứ quả quyết là cậu Thịnh làm theo ý của tôi? Cậu Thịnh từng làm dưới quyền của tôi. Tôi biết tính tình của cậu ấy. Một việc lớn như vậy, anh không cho phép, cậu ta không dám làm. Cậu ấy giỏi như vậy, sao trước đây công ty anh lại đuổi việc? Trước đó, cậu ấy và con gái tôi có mâu thuẫn.
Ông Long à, ông cũng là một nhà doanh nghiệp. Tôi khuyên ông đừng có quá tình cảm như vậy. Ông thừa biết nếu sự việc đúng như ông nghĩ, thì bây giờ là giấy trắng mực đen, bút xa gà chết. Ta có thể thương lượng, tôi sẽ bồi thường. Ông cũng đã biết EU đã trả lại hàng, vì thế toàn bộ ngành giày da đều mất uy tín. Tội đó lớn lắm, tôi không gánh nổi đâu. Ông mời ông. Sao rồi anh? Ông ta không chịu. Sao kỳ vậy? Em cứ bình tĩnh đi, rồi chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Để em vô. Thôi mà. Anh là... Không được đâu. Nè, em à, em cứ nghe lời anh đi. Anh là... Từ từ đi em, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Không có cách nào nữa. Xin lỗi tôi. Hả? Ông Khánh. Bà. Ông còn sống mà. Tôi đã về quê tìm bà khắp nơi. Tôi có đăng báo và trên cả truyền hình nữa. Bà, các con tôi nó sống như thế nào? Còn bà, bây giờ sống ra sao? Bà là vợ của ông Long à? Tôi đã để thất lạc con Đẹp lúc nó 5 tuổi. Còn con Rớt, nó mới lấy chồng. Nhưng chồng nó bị tai nạn mới mất. Ông à, ông không nhận ra thằng Thịnh sao? Bà nói sao? Thằng Thịnh con cô Liên đó hả? Ông ơi, ông ẩm bồng nó, nuôi nó từ lúc mới lọt lòng. Tại sao ông không nhận ra? Thằng Thịnh, ai mà ngờ chứ? Trời ơi, đảo lộn hết rồi. Cha thì đưa con vô tù. Ông ơi, ông phải tìm mọi cách để cứu nó ra. Đây là chồng tôi. Còn đây là ông Khánh, ba của thằng Thịnh. Thật ra chỉ là cha nuôi thôi. Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho anh nghe. Ông à, tôi muốn ngay bây giờ. Ông phải tìm mọi cách đưa thằng Thịnh về cho tôi. Tôi biết. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm công an. Bà Hà, bà hãy cho tôi gặp các con. Tôi là người ở cùng quê với cậu. Sao ông biết quê tôi ở đâu? Trong tù ai cũng biết. Tôi nghe nói cậu ở cùng quê với tôi.
Tôi ở làng biển Lương Sơn. Lương Sơn? Đúng rồi, tôi cũng là người ở làng đó. Cậu là con của... Má tôi là Hà. Hà? Em cậu là Đẹp và Rớt. Đúng rồi. Sao không biết? Tôi là người quen cũ của mẹ cậu. Mấy chục năm rồi. Mẹ và em cậu có khỏe không? Mà sao cậu lại vô đây? Thôi, chuyện này là chuyện kinh tế thôi. Tôi nói chắc ông không hiểu đâu. Thì cậu cứ kể đi. Đêm đã xuống rồi. Lúc này mình không còn cảm thấy đau đầu nữa. Và đó là thời gian quý hiếm mà mình muốn dành cho anh ấy. Anh Thịnh ơi, em biết là đầu óc em nhiều lúc không bình thường, nên em phải về đây để chữa bệnh. Em vô cùng đau khổ và chỉ muốn quay về ngay để được ở bên anh. Nhưng như thế em sẽ lại làm khổ anh. Nhiều lúc em muốn tự tử chết cho rồi. Em chết cho gì vì anh đỡ khổ. Dì ơi, dì ơi. Ơi. Dì con đau quá. Sao vậy con? Con đau quá dì ơi. Kệ nó, chắc không sao đâu con. Không sao. Con nằm xuống nghỉ đi. Dì thuốc cho con đi dì. Nằm xuống nghỉ đi rồi chút dì lấy. Nằm xuống con. Ráng nằm nghỉ đi con. Nếu mà biết Thằng Tịnh như vậy thì sao ta? Ủa, mà sao không thấy anh Thịnh gọi điện về gì? Có, nó có gọi. Nó nói là nó đi công tác nước ngoài rồi con. Thì cái gì? Thôi con ngủ đi. Phạm Nhân Cường, chuẩn bị đồ theo tôi. Tôi ra trước. Cậu cứ yên tâm. Nhất định tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Gặp mẹ cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm. Mấy chục năm qua tôi đi tìm mẹ con cậu. Cái thành phố này rộng lớn hơn tôi nghĩ. Đời tôi đã không ra gì rồi. Tôi nghĩ việc tôi làm sắp tới sẽ có ý nghĩa với mẹ con cậu. Cậu sống tốt nha. Tôi đi. Alo Phương hả? Cổ phiếu của mình tụt thế thảm luôn nè. Nhà nước vừa ra văn bản bãi bỏ việc cấm mô tô đó. Từ 1.000 giờ chỉ còn 300 thôi. 300 chắc là đấy rồi. Thôi đành vậy đi. Ngành ô tô trong nước nhất định sẽ hồi phục mà. Nhà nước không thể thả nổi nó được. Nhi...
Trời giúp ta. Sao lúc 500 kêu bán mày không bán? Bây giờ làm sao đây? Cứ làm theo lệnh của tao đi. Alo Phương. Nếu ngưng bây giờ, nghĩa là mình chấp nhận lỗ toàn bộ số tiền mình kiếm được trong vườn nhà đất. Ngoài ra, còn thâm thêm một số tiền 4 tỷ vay của ngân hàng. Không, đằng nào thì cũng lỗ rồi, mình không thể bỏ cuộc được. Ông Nhật về hưu, ông Phan thì bị bắt, chứng khoán thì rất thê thảm. Trời ơi, thuốc kêu này mày kêu khác có gì đâu. Sao mọi thứ lại đổ ập xuống đầu tao một lúc như vậy chứ hả? Đưa chị rượu đây. Đúng là người giàu cũng khóc mà. Bao nhiêu đêm ba tưởng tượng ra con, nhưng thật ba không dám nghĩ con đẹp như thế này. Hôm nay có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ông à, vậy hôm nay em đã tới công an chưa vậy? Rồi, tôi đã trình bày sự thật. Họ đã ghi nhận lại lời khai của tôi, nhưng có thể phải đợi. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai chủ nhật. Nhanh nhất là sáng thứ hai thì nó mới được thả ra. À, lúc nãy tôi còn chưa nói xong. Tôi định sau này, khi giải quyết xong cái vụ dài, tôi sẽ làm thủ tục phân chia phần nửa tài sản của tôi cho bà và các con. Ba. Gì con? Con có cái này tặng cho ba nè. Nè ba. Xin phép ông, má con tôi phải về. Ủa, bà với con ở lại một chút nữa đi. Còn nhiều dịp thì mình sẽ gặp nhau, tha hồ mà cha con tâm sự với nhau. Còn ông cố gắng ông giải quan cho thằng Thịnh giúp tôi nha. Thôi con đi về nha ba. Về má. Tôi về. Dạ thưa ba, con đi về. Con về. Chào ông. Dạ. Ông có phải là ông Khánh không? Phải. Cậu là?
tôi đòi lại công biết cho người bẻo mãi. Ê ông kia, làm gì hả? Trời, chú có sao vậy chú? Chú có sao vậy? Gọi xe cấp cứu giùm đi, nhanh lên. Chú có sao chú? Mau. Em thấy sao rồi? Má, em nhức đầu lắm. Mà cũng mắt hình như khi thì em thấy đường, khi thì em không thấy đường. Vậy là sao con? Ba, con nghĩ má bị chấn thương ở đầu và ảnh hưởng tới thị lực đó ba. Ừ. Ba có điện thoại. Alo. Cái gì? Được rồi. Người ta báo là hôm qua ông Khánh đi về bị ai đó đâm, hiện giờ hả? Còn bất tỉnh. Má ơi, má, má, má. Không biết ba mình để giấy cho tài sản ở đâu ta. Má mình phải đi cấy trứng. Vậy có nghĩa là má mình không có khả năng sinh con. Bác sĩ, liệu mấy cô qua khỏi không bác sĩ? Lúc này chúng tôi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khả năng sống là rất thấp. Mời mọi người ra cho. Má, má, má sao vậy? Má qua đây ngồi nè. Má thấy sao má? Má, má thấy sao má? Má, má, má sao vậy má? Má,
Năng, Năng, nghe tao nói nè. Lúc này công ty đang có nhiều việc cần tao giải quyết, nên tao ít gặp và liên lạc với mày. Đừng có giận tao. Tao đang định tới xin mày cho tao nghỉ việc. Tao sang nước ngoài định cư. Ủa, sao mày đi nước ngoài đột ngột như vậy? Thôi được rồi, khi nào mày đi thì gọi cho tao một tiếng, tao sẽ tiễn mày. Ok. Tao đi nha, mình gặp sau nha. Đi đi. Anh Phát. Em, lâu quá không gặp em. Dạ. Em khỏe không? Hôm nay em nghỉ việc rồi. Anh rảnh không? Tối đi ăn cơm em nha. Ừ. Tối nay anh bận rồi. Xin lỗi em nha. Không sao đâu anh. Phát ơi, anh yêu anh. Ba, vậy tương lai có chữa được mắt cho má không ba? Chắc phải đưa má con đi nước ngoài, mà khả năng thì cũng không có gì đảm bảo. Tuổi má con cũng lớn rồi. À, con nhớ ra một việc. Bây giờ con phải đi nha ba. Ừ, con đi đi. Mà lúc này chứng khoán tụt dốc thê thảm đó. Hồi đó có người rủ ba chơi, may mà ba không chơi. Thôi, ba ở nhà với má, con đi nha ba. Chú Tấn, cháu hỏi chú một điều. Chú trả lời thật, cháu có làm gì không tốt với chú không? Sao cháu lại hỏi như vậy? Chú cứ trả lời cháu đi. Chưa ai đối xử tốt với chú như cháu, trừ ba má cháu. Vậy thì được rồi. Vậy thì chú hãy nói thật cho cháu biết, cháu không phải là con đẻ của ba má cháu, đúng không? Cháu chính là con đẻ của ba má cháu. Chú không thật lòng với cháu nữa rồi. Cháu đã biết má cháu không có khả năng có con, thì làm sao cháu có thể là con ruột của ba má cháu được chứ? Chú Tấn, cháu là con của ai? Cháu là con đẻ của má cháu. Thôi được rồi, cháu thật lòng khen ngợi chú. Chú rất trung thành với ba cháu và đứa con của ba má cháu. Như cháu thề, dù là bất cứ giá nào cháu cũng phải tìm ra sự thật. Cháu là con của ai? Phương à. Chú Tấn, kể từ giờ phút này chú không còn là chú của cháu nữa. Chú ơi, tại sao cháu không có quyền được biết người mang nặng đẻ đau ra mình và sinh thành ra mình là ai chứ? Dù cho cháu có là kẻ không ra gì thì vẫn có quyền biết được nguồn gốc của mình chứ. Chú Tấn à, cháu thật sự thất vọng về chú.
Thôi được rồi, cháu là con riêng của ba cháu. Ba, con xin ba đừng giấu con nữa. Má con không thể có con thì làm sao con có thể là con ruột của má con được. Đã như vậy, ba đành nói thật với con. Con là con riêng của ba. Con riêng? Vậy má con đâu? Má con mất rồi. Không đúng, má con là chủ gia đình, má con cũng là người cực kỳ khó tính. Làm sao ba có thể có con riêng được? Chuyện đã lỡ ra như vậy, má con cũng đành chấp nhận thôi. Được, vậy thì má con làm gì? Quê ở đâu? Má con chết được chôn cất ở đâu? Má đưa con đi đi, để con còn hương khói cho má con nữa. Má con, mà chuyện cũng đã qua lâu rồi. Ba, con đã có địa chỉ của người giúp việc đầu tiên trong gia đình mình. Nếu như bà không nói cho con biết, con sẽ đi tìm bà ta để hỏi. Phương à, tuy con không phải là con ruột, nhưng ba má đối xử với con có chỗ nào là không phải đâu. Sao con cứ nhất thiết đào bới quá khứ để làm gì vậy? Ba, ba không ở hoàn cảnh của con làm sao ba hiểu được. Là một con người sống trên cõi đời này mà không biết cha mẹ mình là ai, con có cảm giác giống như một sinh linh không được thừa nhận. Ba, dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn yêu ba, giống như ba, giống như cha ruột của mình. Phương à, ba nói sự thật cho con biết đi ba. Ba nói cho con biết đi ba. Con đã nói như vậy, ba sẽ kể cho con biết. Thank you.